Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Nóng Đất Việt, kênh cập nhật liên tục những tin tức mới nhất, chính xác nhất mỗi ngày. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Số F0 tại thành phố Hồ Chí Minh đi ngang, 11 chùm ca bệnh dịch tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Góc nhìn tích cực từ mùa dịch. Hà Nội yêu cầu cán bộ, nhân viên chỉ đi làm khi thực sự cần thiết. Hà Nội thống nhất mẫu giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông. Nghe tin con từ thành phố Hồ Chí Minh về, cha tức tốc chạy đi báo chính quyền rồi cho cách ly ở chuồng bò. Số F0 tại thành phố Hồ Chí Minh đi ngang, 11 chùm ca bệnh dịch tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Quý vị thân mến, bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch mới ở nước ta đã vượt mốc 130.000 ca. Trong khi số F0 tại thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu đi ngang, thì tình hình dịch tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Trong tuần qua, số F0 mới ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày vẫn ở mức cao. Đỉnh điểm ngày 27 tháng 7, thành phố có thêm 6.318 ca bệnh. Tuy nhiên, những ngày gần đây, chỉ số này có dấu hiệu hạ nhiệt và đi ngang dưới ngưỡng 5.000 ca. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ở mức cao, đa số ca nhiễm mới được ghi nhận tại các khu phong tỏa cho thấy việc quản lý chưa chặt chẽ. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân tuyệt đối không ra đường, tất cả hoạt động trên địa bàn tạm dừng, trừ trường hợp cấp cứu theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Người dân còn ra đường thì dịch còn phức tạp. Tôi đề nghị mỗi người dân đặt mệnh lệnh cho mình, thực hiện nghiêm việc cách ly người với người, nhà với nhà, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Hà Nội, 11 chùm ca bệnh xuất hiện ổ dịch tại bệnh viện. Sau một tuần thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn theo nguyên tắc chỉ thị số 16/CT-TTg, tình hình dịch ở Hà Nội vẫn nóng. Toàn thành phố hiện ghi nhận 11 chùm ca bệnh, trong đó có 8 chùm chưa xác định được nguồn lây. Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phải tiến hành cách ly y tế sau khi nhận chùm ca bệnh. Các F0 được phát hiện có cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định việc bệnh viện bị COVID-19 tấn công là rất nguy hiểm bởi các bệnh nhân có sẵn bệnh nền. Trong trường hợp mắc COVID-19 thì nguy cơ chuyển biến nặng sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, nếu lực lượng y, bác sĩ bị lây nhiễm sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực chống dịch. Ngoài ra, chuỗi lây nhiễm liên quan đến F0 được phát hiện thông qua sàng lọc người ho sốt tại cộng đồng cũng tăng nhanh về số ca bệnh. Thủ đô áp dụng loạt biện pháp chống dịch lên phương án cách ly F0 tại nhà. Cùng với lệnh giãn cách xã hội, Hà Nội cũng đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt khác để kiểm soát dịch bệnh. Các quận huyện trên địa bàn thành phố đã thành lập các tổ công tác để xử phạt trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng kết hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành phun khử khuẩn diện rộng tại nhiều quận huyện trên địa bàn Hà Nội. Thành phố cũng bắt đầu triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn lẻ để giảm thiểu mật độ người trong các khu chợ. Để chủ động ứng phó với mọi diễn biến dịch, Sở Y tế đã xây dựng phương án kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 giường. Hệ thống điều trị cũng được chia làm 4 tầng. CDC Hà Nội cũng đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần F1 và người về từ vùng dịch để trình Sở Y tế Hà Nội xem xét. Góc nhìn tích cực từ mùa dịch. Quý vị thân mến, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước trong những ngày này. Tuy nhiên, không phải lúc nào trong biến cố chúng ta cũng bi quan, vẫn còn đó cái nhìn từ góc độ tích cực trong mùa đại dịch này. Dịch COVID-19 cho chúng ta sống chậm lại, đoàn kết và lan tỏa yêu thương. Việc nhiều tỉnh thành ở các địa phương đứng lên hô hào quyên góp, giúp nhau từng bữa ăn, từng tấm vé về quê, cho thấy người ta thấy hai chữ đồng hương chân quý ra làm sao. Nhịp sống giãn cách cũng khiến mọi người kết nối với gia đình nhiều hơn. Ở một thành phố sôi động như thành phố Hồ Chí Minh, người ta dường như không còn thấy cảnh cuộc sống tấp nập, xô bồ. Nhưng với người nghèo thì chắc hẳn là họ không thích sống chậm, bởi đã không đủ thu nhập. Nay đại dịch lại khiến họ lao đao hơn. Tuy nhiên, ở góc nhìn tích cực, có thể thấy đây là lúc chúng ta đoàn kết, sẻ chia, lan tỏa yêu thương. Điển hình như đồng bào ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã cùng chính quyền quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm để ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch bệnh COVID-19.
đồng bào ở đây đã đóng góp tổng số lượng hàng hóa là hơn 129 tấn, trong đó có hơn 71 tấn gạo, củ quả hơn 38 tấn và các thực phẩm thiết yếu khác như dầu ăn, mì gói, cá khô, thịt chế biến khô, nước mắm gửi vào ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chúng ta còn nhớ, chỉ một năm trước đây thôi, tại huyện Kỳ Anh, bà con đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt. Những người nông dân miền Trung đã mất cả nhà, cả cửa ngày ấy, nay đã góp từng mớ rau, còn cá để gửi cho những đồng bào trong vùng dịch. Về mặt kinh tế và quản lý xã hội, Covid-19 tạo ra sự thay đổi rất đáng kể. Chẳng hạn, thương mại điện tử đã tăng trưởng đến 18% trong năm đầu đại dịch. Rất nhiều giải pháp khác về công nghệ đã có bước tiến vượt bậc. Đến nay, hầu hết người dân tại các thành phố lớn đều biết tiếp cận thông tin điện tử từ các văn bản, hướng dẫn, trao đổi hay phản hồi thông tin với chính quyền. Đây cũng là những mục tiêu mà chính phủ điện tử hay những thành phố thông minh đang hướng tới. Trong công tác quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương và địa phương đã gia tăng kết nối liên thông, tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng khai báo y tế và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự báo tình hình dịch bệnh tại các địa phương. Gia tăng tập quán sử dụng công nghệ cho người dân. Mọi người dân cũng đã quen thuộc với việc cài đặt trên điện thoại của mình các ứng dụng khai báo y tế như ứng dụng NCOVID hay Vietnam Health Declaration VHD và sử dụng chức năng quét QR trên các hệ thống để khai báo. Người dân cũng có thể truy cập trang web sứckhoetoandan.vn khai báo y tế hoặc tờkhaiyte.vn và làm theo hướng dẫn để thực hiện khai báo y tế điện tử. Từ những góc nhìn tích cực trên, dù biết vẫn còn những khó khăn ở phía trước, nhưng cùng nhau, mọi người dân Việt Nam sẽ có thêm những động lực để vượt qua đại dịch này. Giống như lời kêu gọi phòng chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19. Hà Nội yêu cầu cán bộ, nhân viên chỉ đi làm khi thực sự cần thiết. Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, văn bản nêu rõ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, đồng thời yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị số 17/CT-UBND gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các tổ chức, đơn vị xây dựng và phê duyệt phương án làm việc của cơ quan, đơn vị bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch theo đúng chỉ thị số 17/CT-UBND. Cụ thể, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà chỉ những trường hợp thực sự cần thiết, trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, công việc cần thiết khác theo yêu cầu của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị mới đến làm việc trực tiếp tại công sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức chỉ phê duyệt danh sách và cấp giấy đi đường cho những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng chỉ thị số 17/CT-UBND và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 2434/UBND-KT. Hà Nội thống nhất mẫu giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông. Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy sử dụng cho người đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Trong đó, việc thống nhất quy định, quy trình để tạo điều kiện cho người dân tại các tỉnh, thành phố khác di chuyển ra khỏi Hà Nội khi kết thúc thời gian điều trị tại các bệnh viện, thống nhất mẫu giấy tờ, quy trình kiểm soát việc di chuyển của lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động đang sinh sống tại khu vực ven đô, rút ngắn thời gian khai báo để di chuyển vào thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa biểu mẫu giấy đi đường. Về việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong các trường hợp cụ thể, đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, chỉ cấp cho những trường hợp thực sự cần thiết, trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu thì cán bộ, nhân viên được tham gia giao thông. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch và cấp giấy đi đường theo mẫu. Đối với người lao động trong thành phố làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất,
bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, lực lượng duy trì hệ thống bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại Hà Nội được tham gia giao thông khi đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động, cam kết về việc bảo đảm các quy định về phòng chống dịch, lập kế hoạch hoạt động kèm theo danh sách người lao động, cấp giấy đi đường theo mẫu. Đối với người ở tỉnh thành khác vào thành phố làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động, cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mẫu. Đối với cán bộ, nhân viên, người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác, cần có giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó và giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú theo mẫu. Đối với các trường hợp khác, như người ở tỉnh thành khác đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, lễ tang, đi sân bay Nội Bài để công tác, kể cả người đưa đón, cần chuẩn bị căn cước công dân, hộ chiếu, vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 3 ngày. Đối với bệnh nhân phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình ra vào, địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn Hà Nội. Đối với lễ tang ngoài thành phố, cần có danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ. Cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ thị 17 CT/UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các trường hợp ra vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó và giấy đi đường theo mẫu. Đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi thành phố trước ngày 24 tháng 7 năm 2021, thời điểm ban hành chỉ thị số 17 muốn quay lại Hà Nội, các trường hợp buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác vào Hà Nội cần chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 3 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát, căn cứ các nội dung nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng nêu trên tham gia đi đường được thuận lợi, đồng thời kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có theo quy định. Nghe tin con từ thành phố Hồ Chí Minh về, cha tức tốc chạy đi báo chính quyền rồi cho cách ly ở chuồng bò. Quý vị thân mến, với ý thức tự giác cao trong việc thực hiện quy định cách ly y tế người từ vùng dịch trở về, người cha này có loạt hành động khiến dân mạng tán thưởng. Trong lúc dịch bệnh căng thẳng, ý thức tự giác phòng chống dịch của mỗi người dân phải đặt lên trên hàng đầu. Là một công dân gương mẫu, người cha ở Bình Định khi nghe tin con trai trở về từ thành phố Hồ Chí Minh đã tức tốc chạy đi khai báo chính quyền địa phương. Vì gia đình không có phòng riêng nên chú đã đầu tư hẳn chuồng bò mới xây cho con trai yêu dấu thực hiện cách ly. Chưa hết, người cha còn trịnh trọng tuyên bố hết 14 ngày mới cho con vào nhà để đảm bảo tuân thủ đúng quy định cách ly của Bộ Y tế. Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, hành động gương mẫu của người cha đã nhận cơn mưa lời khen về ý thức chống dịch của dân mạng. Còn người con trai thì có lẽ sẽ khóc một dòng sông với nơi cách ly có 102 này. Hình ảnh và clip ghi lại khoảnh khắc người con trai lặng lẽ đứng trước cửa chuồng bò nhìn ra bên ngoài khiến nhiều người thấy tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Bởi vì lúc này an toàn mới là trên hết.